Hôm nay lại lên cho anh em biết rằng tàu đây. Hẹn gặp mọi người là 7 hôm nữa là có một xe cùng mới hàng tàu về nhá. Giá thì mềm như mọi lần. Hôm nay còn ít hàng tàu bán giao lưu nốt cho mọi người đây. Mã đầu tiên là mọi người chụp ảnh cho em nhá. Hôm nay em không ghi mã đâu, em chỉ nói thôi. Mã đầu tiên là một cặp chóe, chóe tàu chuẩn tàu luôn, 750.000 một cái mọi người nhá, 750.000 một cái bao ship. Em đọc giá của từng cái này mọi người, G63 à, giống đi, lành tích mọi người nhá. Mã hai là một chiếc ấm, một chiếc ấm vẽ hoa dây, lành tích, đựng nước dùng thoải mái. Một cặp thì thích lấy xanh, lấy cái này chơi lẻo cái cũng được, mà thích lấy hai cái xanh một cái đỏ cũng được. Nó cũng một vẽ xanh một vẽ đỏ. 850k một chiếc ấm này, 850.000 một chiếc ấm như này. Để em đo kích thước cho mọi người nhé. Kích thước của nó là rơi vào 38cm, 38cm mọi người ạ. Gì đây? Vòng bụng của nó là, không nhìn rõ nhỉ. Nói chung là chiếc ấm này nó phải rơi vào tầm được 4 lít không nhỉ? Được 4 lít không? Chắc phải được tầm 4 lít đấy, 4-5 lít gì đấy. Cao phết đấy nhỉ. 850.000 một cái mọi người nhé. Ngọn lành luôn. Mã 3 này, một chiếc bình tàu độc lạ đây, đắp đắp hai bên tai. Mã này là 850k một cái mọi người nhé. Có cặp đấy, 850k một cái. Quên. Chuẩn tàu. Bốn củ lỗi này đấy. Rất là đẹp. Men này là men men xanh gì đấy. Nhìn biết men xanh gì. Đây không? Đó. Xanh gì nhỉ? Kiểu xanh nước biển. Xanh nước biển. Ờ đúng rồi, nước biển Thái Lan đây. 850k mọi người nhé. Bao ship cho mọi người. Kích thước thì em đo và kích thước có đo và dí tận màn hình cho mọi người đấy. Cặp này là cặp tam khấu miệng loe gấm, vẽ chìm và nổi. Những cái đường gân nổi ý là thực ra chỉ là một lớp màu vẽ và một chút men pha với nhau mọi người nhé. Nó sẽ lên gân kiểu như hoa gấm, rất là đẹp. Những cái đường gân của nó sờ nổi đẹp lắm mọi người ạ. Vẽ bằng màu và men pha với nhau thì nó sẽ vẽ lên và nó vẽ ra hình gân nổi. Hàng tàu làm thì không phải nói rồi, nó quá đẹp luôn. Cặp này đang giao lưu với giá là, xem nào, 1.400k mọi người ạ. 1.400k. Cặp này là Tam Anh Chiến Lữ Bố đây. À đâu, cái gì nhỉ? Ở đúng rồi, Tam Anh Chiến Lữ Bố là gì nữa. Ba anh em Lưu Bị với cả Quân Văn Trường, Trương Phi. Kích thước đấy. Cặp này em đang giao lưu với giá là 1.650k mọi người nhé. Cái củ cũng là vẽ gấm mọi người ạ, vẽ nổi đấy, đẹp lắm. Mã này là mã 5 rồi đúng không?
đối luôn. Hàng tàu thì thỉnh thoảng nó làm đối và cũng thỉnh thoảng làm cặp trả đối luôn. Tiếp theo là một huệ tôn. Huệ này thì vuốt tay mọi người nhá. Chắc nặng vẽ tay luôn. 1950k mọi người ạ. Hàng vuốt tay của tàu ấy cũng không phải là đắt đúng không? Thường thường những cái hàng vẽ của tàu nó đã đắt rồi, đây vuốt nữa. Cầm chắc nặng lắm, có phải vân tay vuốt ở trong chứ không phải giả vuốt đâu. 1950k. Vẽ tay chôn đây mọi người ơi. Tuần nữa về hàng mới mọi người nhá. Nhiều cực kỳ luôn. Tiếp theo là một lọ, một chiếc lọ rất là độc. 7h30. Nó không liền mọi người ạ. Dưới là đế đấy, làm theo đế đấy. Đấy, độc chưa? Liền lên lại không nói làm gì nữa rồi. Nó làm kiểu gắn thế mới là hay. Kiểu như làm thành một chiếc đế luôn. Cái ý thì là đang giao lưu với giá là 1250k mọi người nhá. Mã số 8 này. Cái này cũng là 1250k mọi người nhá. Đấy. Một tuần nữa thì hàng về rất là nhiều, một công luôn. Còn những cái hàng cũ đây thì chuẩn bị như này là bán thanh lý cho mọi người rồi. Tiếp theo là hai cái thố. Hai cái thố này là 750k hai cái mọi người nhé. Cũng là khắc vẽ gấm đấy. Cái gấm này mà vẽ lên cái bộ tam đa của Trung Quốc thì ôi dồi nó đắt. Ôi dồi đắt luôn. Mười mấy triệu, 20 triệu, 30 triệu một bộ. Vẽ cái kiểu nền gấm này lên tam đa đắt thật sự. Đẹp thật sự luôn. Mã này là 1650k mọi người nhé. Cũng kiểu vẽ gấm này. Vẽ trên nền phẳng và củ và bổ khung, trong bổ, tức là trong khung thì là vẽ nền chìm. Còn những cái hình ở ngoài vẽ dây này là đều là vẽ gấm rất nhiều. Cái nền gấm nó nổi lên nổi cầu đúng không nhỉ? Ở lên cầu. Cái nền gấm nó nổi. Vẽ rất là tỉ mỉ đấy mọi người. Cái men này làm đun nhiệt độ phải thật là chuẩn chứ không là nó những cái hình những cái vẽ này nó rất là dễ bị chảy. Đi đi ơ. Đi thẳng, đi đi. Không nhìn thấy bên đấy. Chiếc bình này 1500k một cái mọi người nhá. 1500k nhưng phải cộng cho em 50.000 tiền ship cái này đi. Cái này khá là to đấy, cào 60 mà. Thực ra là bán cho mọi người cái giá mọi lần là cũng có cộng ship mấy chục vào rồi. Nhưng mà cộng ship vào rồi thì em vẫn trả được bao nhiêu cả. Nói chung là em bán vui cho mọi người, bán giao lưu vui thôi, trả được lại bao nhiêu đâu. Cái này mọi người cộng cho em vào là 1500k cộng 50k ship là 1550. Khá to cao thì tầm 60 ấy nhỉ. Cái mã cuối cùng này là một chiếc hũ gốm Phật Sơn toàn tiền này. Mặt sau và mặt trước đều đẹp. Gốm Phật Sơn thì mọi người biết là nó đắt rồi đấy. Cái này thì là 2200k một cái mọi người nhé. Thôi có khi là mình cũng tạm thời kết thúc video ở đây. Mọi người mua hàng thì liên hệ qua Zalo nhé. Và nhớ ấn một like và một lượt subscribe cho em mọi người nhé.
gặp lại mọi người một tuần nữa, sẽ có hàng rất là đỉnh. Em chào mọi người.